Em xin kính chào các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay thì em lại giới thiệu các bác một cái phiên review ngắn và chia sẻ các bác những cái giò đơn thân rất đẹp. Đó, các bác anh chị mình mua hàng thì kết nối trực tiếp qua số 0977 ạ, 842 981 các bác nhé. Mở đầu like thì em chia sẻ các bác đó là một chậu nhạn cây Mitsu 4N. Đấy, em mời các bác chiêm ngưỡng này. Bản lá rất là dày các bác ạ, bản lá rất dày luôn. Rất dày các bác nhé, hai cây. Mã số 1 ạ. Đấy, các bác nhìn thấy nó xếp siêu su mít này. Ở mã số 1 em chia sẻ các bác bằng 650 nhé, 650 các bác ạ. Và tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái giò quế lan hương. Đây, đây một cái giò quế vàng rất là đẹp các bác ạ. Lan hương quế các bác nhé. Đó. Các bác mình sưu tầm thì lại kết nối trực tiếp cho em theo số 0977 842 981 các bác ạ. Đây là cái video hoa mà lúc trước em quay lại này, hoa rất đẹp các bác, đẹp hơn cả hoàng nhạn luôn. Lan hương quế vàng thì em chia sẻ các bác một cái giò này với giá là bằng 380.000 ạ, 380 các bác nhé, 380. Và cái mã tiếp theo thì em có một cái giò chồn các bác ơi, đây là cái dòng chồn Lai Châu này, chậu rất là xinh. Em chia sẻ các bác cái chậu này bằng 230.000 ạ, 230 cho một cái chậu chồn Lai Châu nhé. Chồn Lai Châu, mã số 1, chồn Lai Châu mã số 1 các bác ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu Đai Châu. Đai Châu đây các bác ạ, một chậu Đai Châu nhá. Thì bao gồm có đây, cái màu bò sữa rất là đẹp. Và cái chậu này của em hai cây tác phẩm thì cũng được 6 vòi hoa các bác ạ. Đây. Mỗi cây là 3 vòi các bác nhá. Mỗi cây 3 vòi chơi chuẩn Tết bò sữa. Đó, em chia sẻ các bác cặp này với giá là bằng 550.000 ạ. 550 cho một cặp Đai Châu bò sữa mã số là C1 ạ. Đó, mã số là C1 các bác nhé. Đấy, mã số là C1 thì tiếp theo em xin giới thiệu các bác đó một cái giò hoàng tam bảo đỏ. Đây, đây các bác ơi. Trước màn hình của em là một cái chậu hoàng tam bảo đỏ rất đẹp, bản lá phải nói siêu đẹp các bác ạ, lá nhựa đấy. Đây là hoa lan của hoàng tam bảo đỏ các bác này. Đấy, các bác mình sưu tầm thì kết nối cho em nhé. Đó, chia sẻ các bác cái chậu hoàng tam bảo đỏ này với giá cũng bằng 400.000 một chậu ạ. 400k cho một chậu hoàng tam bảo đỏ các bác nhé. Một cái dòng dáng hương mà vụ tới này các bác mình chuẩn bị chơi hoa luôn đấy ạ. Hoàng tam bảo đỏ. Đó, các bác anh chị mình mua hàng thì mình kết nối trực tiếp cho em theo số 0977 842 981 các bác nhé. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu cáo này. Đây là hàng cáo đỏ của Lai Châu. Đấy, cáo đỏ của Lai Châu các bác ạ. Đấy, cây xếp toàn bộ là bản lá rất là to nhé. Bản lá rất là to các bác ạ. Hoa phải nói là đặc điểm của cáo Lai Châu rất là đẹp các bác nhé. Đây. Hoa đây nó gần bị lóa màn hình các bác ạ. Đây cáo Lai Châu các bác ạ. Thì em chia sẻ các bác cái chậu này với giá là bằng 550.000 ạ. 550 cho một cái chậu cáo đỏ của Lai Châu các bác nhé. Đây là hàng cáo Lai Châu. Đấy, các bác mình sưu tầm thì mình cứ kết nối trực tiếp đến số bên em đã ghim trên bài rồi các bác ạ. Đó là 0977 842 981 các bác nhé. Đây là dòng cáo Lai Châu. Và tiếp theo thì em giới thiệu các bác thêm một cái chậu cáo đỏ của Cao Bằng các bác ạ. Bản lá cũng rất là to và đẹp. Hoa của cáo đỏ Cao Bằng thì nó có khác hơn cái cáo Lai Châu các bác nhé. Bông to lắm. Đấy, thì em chia sẻ các bác cái chậu cáo đỏ Cao Bằng này với giá là bằng 480 nhé. 480 các bác ạ. Đây là cáo đỏ Lai Châu này. Cáo đỏ Cao Bằng các bác nhé. Đấy, cáo đỏ Cao Bằng là mã số C8 nhé. Mã số C8. Đấy, còn cáo Lai Châu này thì em chia sẻ các bác mã này là mã số C2 các bác ạ. Mã số C2 nhé. Mã số là C2. Đó, các bác mình sưu tầm thì mình cứ kết nối trực tiếp qua số điện thoại bên em đã được ghim trên bài rồi ạ. Và tiếp theo thì em lại chia sẻ các bác những cái chậu lan đơn thân nó rất là đẹp các bác ơi. Đây là một trong những cái dòng lan đơn thân bản lá to các bác ạ. Đây là một cái chậu cửu đỏ. Các bác bản lá rất là to. Cây ăn nắng thì rất là đen các bác ạ. Ăn nắng rất là đen, một chậu hai cây. Có thể giá thị trường các bác mình sẽ mua dao động từ 800 đến 1 triệu một thân. Đấy, đây là cái dòng cửu đỏ, hoa thì rất là đẹp các bác ạ. Đây cửu đỏ này, hoa chính chủ tại vườn đấy các bác ơi. Đây là cái bông của cửu đỏ nhá, cửu đỏ. Em chia sẻ các bác cái chậu này mã số K1 nhá. Mã số K1 bằng 750 các bác ạ, 750 cho mã số K1 này. Một chậu cửu đỏ rất là đẹp các bác ạ. Mã số K1, còn đây là mã số K2 của em thì nó là một cây lá mít to nhá. Đây, các bác nhìn bản lá này. Con này đối với góc độ của con này nó tiềm năng thì có thể nó sẽ phát triển tới tầm 11 cm các bác ạ. Bản lá này, nó là một cây mít. Đối với cái mã K2 thì em chia sẻ các bác bằng 430.000 nhá. K2 những cái bản to có thể các bác mua dao động tầm 1,2 triệu.
Rồi em chia sẻ các bác 430.000 cho mã số là K2 ạ. Đây là cửu đỏ các bác nhé, cửu đỏ. Và tiếp theo thì em giới thiệu các bác thêm một cái giò lan quế lan hương tím ạ, lan hương quế tím các bác này. Mã số T1 ạ, em chia sẻ các bác bằng 280.000 nhá. 280.000 cho mã số là T1 quế tím ạ, lan hương quế tím các bác nhá. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm bộ siêu phẩm Mitsu 4N to này. Các bác chốt cho em mã này là N2 ạ, mã N2 nhá. Cây lá Mitsu từ gốc đến ngọn các bác. Đây là cái dòng đơn thân đẹp nhất trong cái top lan đơn thân các bác ạ. Thân lá đẹp nhé, cái này nó có bị chảy tí mép lá này các bác này. Đấy. Mã số N2 thì em chia sẻ các bác bằng 680.000 ạ. 680 cho mã số là N2 các bác nhé, N2. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một chậu cáo trắng ạ. Đây, cây xếp này, toàn bộ là hàng cây xếp nha, hoa trắng tinh nhá. Hoa trắng tinh các bác, nó bị chảy mép lá này. Đấy, chậu 3 cây. Chậu 3 cây ạ, em chia sẻ các bác mã này nhá, nó cũng bị chảy lá như thế này các bác ơi. Cây thì nuôi vườn rất là lâu năm nó bị chảy lá này. Cáo trắng này mã số là C10. Mã số C10 em chia sẻ các bác 380 nhá, 380 mở bát thôi. Giò này 500.000 một cây, em sale các bác 380.000 ạ. Đó, tiếp theo thì em mời các bác ngắm một siêu phẩm Koki cửu đỉnh. Đây. Một trong hàng lá xếp. Bản lá to nhá. Koki cửu đỉnh các bác ạ. Đấy, Koki hồng cửu đỉnh, bông của nó to lắm các bác ơi. Đây. Em mời các bác chiêm ngưỡng lại bông của Koki hồng này. Koki hồng cửu đỉnh nhé. Rất thơm và bông to cánh dày các bác ạ. Em chia sẻ các bác một giò Koki cửu đỉnh với giá là bằng 750.000 ạ. 750.000 nhé các bác nhé. Đấy. Rất chi là đẹp các bác ạ. Và mã tiếp theo thì em lại mời các bác ngắm chiêm ngưỡng một cái giò cáo trắng siêu đỉnh này. Mã này thì em sale các bác 400k các bác nhé. 400k cho một chậu cáo trắng. Có mã số là C20 nhá. Con này nó đẻ con ở đây các bác ơi. Đẻ con. Cũng bị chảy lá vì do nó ăn nắng các bác ạ. Xém này. Đó. Mã số là C20. Em chia sẻ các bác 400.000 ạ. 400.000 các bác nhá. 400.000. Và tiếp theo thì em lại mời các bác ngắm thêm một số dòng lan đơn thân là. Em mời các bác chiêm ngưỡng một giò hoàng nhạn tháng 8 nguyên bản. Tác phẩm mẹ con ạ. Đây ạ. Em mời cả nhà mình ngắm này. Đây là hàng một búi nguyên rề nhá. Hoa vừa mới hết xong, bản lá rất là to. Đây cả một rề tác phẩm này. Siêu to khổng lồ các bác ạ. Hoàng nhạn tháng 8 nhá. Nguyên rề của Gia Lai, bản đẹp. Con này có thể giá thị trường các bác mua tầm 18-20 triệu. Em sale các bác nhà mình mã này nha. 7.540.000 ạ. 7.540.000 cho một tác phẩm nhạn tháng 8 Gia Lai nhá. 7.540.000 các bác ạ. Rất là đỉnh luôn. Một siêu tác phẩm mẹ bồng con các bác nhé. Hàng dề các bác ơi. Cái này là hàng dề nhá. Đấy. Mã số G1 VIP nhá. G1 VIP Hoàng Nhạn tháng 8 Gia Lai. 7.480.000. 7.540.000 em xin lỗi nhá. 7.540.000 ạ. Đấy. Các bác mình sưu tầm thì mình kết nối trực tiếp qua số điện thoại. Hoặc là gọi điện qua số bên em đã ghim trên bài rồi ạ. Và tiếp theo mã quế tím lan hương nhé. Mã số là T2 các bác ạ. T2 quế tím này. Đó, mã này thì cây to, bán mít đẹp. T2 em chia sẻ các bác bằng 320.000 nhé. 320.000 các bác ơi. Cây đẹp lắm. 320 ạ. Và tiếp theo em mời các bác ngắm một cái chậu xích long kiếm củ to lắm. Một chậu xích long kiếm củ to bàn đẹp ạ. Duy nhất một chậu nhé. Em chia sẻ các bác một chậu xích long VIP với giá là bằng 460.000 ạ. 460.000 cho một chậu xích long kiếm ạ. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một tác phẩm hoàng nhạn này. Hoàng nhạn VIP nha. Hoàng nhạn VIP. Con này có thể các bác sẽ chơi hoa xuân này. Đấy, đẻ con các bác nhé. Hoàng nhạn VIP này. Buôn đôn. Đẻ con quá trời các bác nhé. Tác phẩm hoàng nhạn rừng buôn đôn. Đây là nó là hàng rừng có những cái cây tác phẩm chọn lọc rồi. Tính ra độ tuổi nó cũng có độ tuổi từ 7 năm rưỡi tuổi rồi các bác ạ. Nuôi từ khi cây nó còn nhỏ cơ. Đấy, có thể các bác sẽ chơi hoa xuân, hoa Tết này. Em sale các bác mã này nha. Hoàng nhạn buôn đôn VIP với giá bằng 2.860.000. 2.860.000 các bác nhé. Bản lá siêu to và dày này. Đấy, mã số G2 các bác nhé. G2, 2.860.000 các bác ạ. Tiếp theo em mời các bác ngắm một cái chậu Gia Lai là Mitsu nhé. Một chậu tháng 8 của Gia Lai là Mitsu. Thì đối với chậu này thì em sale các bác mình
ủng hộ like trên cái video ngày hôm nay. Tại vì rất là lâu rồi em không lên video. Em sale các bác chậu này bằng 580.000 thôi các bác ạ. Có thể mọi người mua sẽ 500.000 một cây. Em sale các bác mã này 580.000 các bác nhé, 580 ạ. Đó, mã số là T8 nhé, T8 các bác ạ. Đấy. Ngoài ra thì còn rất là nhiều top đơn thân đẹp như là đai châu các bác này. Đây. Một chậu đai châu nhá. Một chậu đai châu đốm bò sữa các bác ạ. Cây siêu to này, cái lá này là nó khuyết tự nhiên các bác này. Đây nó khuyết gốc lá tự nhiên này. Con này được 6 vòi các bác nhá. Rồi các bác ơi, nguyên nụ là nụ này. Gọi là đốm bò sữa các bác nhá. Đấy, đốm bò các bác chốt mã này là mã B1 ạ, 6 nụ hoa các bác nhá. 6 nụ hoa đẹp từ gốc đến ngọn ạ. Em mời các bác chiêm ngưỡng cái siêu phẩm này này. 6 vòi hoa đẹp từ gốc đến ngọn ạ. Mã số B1 em chia sẻ các bác bằng 980.000 ạ. 980.000 cho mã số là B1 ạ. Đây là mã số B2, một cây đỏ các bác nhé. Một cây đỏ siêu mitsu đẹp này. Một cây đỏ VIP ạ. Em chia sẻ các bác bằng 850.000 ạ. Các bác ơi, nguyên nụ này. Đỏ nụ này. 850 các bác nhé. 850 B2 ạ. Và đêm có mấy con nhạn tháng 8 nó bị bung lũa các bác này. Mã số 1 ạ. Mã số 1 hoặc nhạn tháng 8 này. Có mấy cây này nó bị bung lũa thôi. Em chưa có kịp ghép thì các bác ghép thì mọi người về ghép lại cho em, cây nó hơi lỗi các bác ạ. 2 cây, 3 cây, 4 cây. Mã số 1 nhé. Hoàng nhận tháng 8 lẻ này. Sale các bác mã này 240.000 thôi ạ. Về các bác ký lại dùm em nhé. 240.000 mã số 1 Hoàng nhận tháng 8 cây lẻ nhá. Mã số 2 còn đơn này. Có đúng 2 đơn nữa các bác ạ. 1 con chip này, 2, 3 con này, 5 con, 6 con các bác ạ. 6 con này em cũng sale các bác bằng 230.000 ạ. Mã số 2 nhé. 230 nốt này. Cho bác nào về sưu tầm thì các bác alo trực tiếp cho em ạ. Em có duy nhất một chậu cáo trắng VIP ạ các bác ơi. Một chậu cáo trắng tác phẩm VIP. Mã này em chia sẻ các bác bằng 780.000 nhá. 780 có thể chậu này các bác có thể mua tầm 1,2 triệu. Sale các bác bằng 780.000 ạ. Cáo trắng ạ. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một chậu lan cát này. Hoa vàng lưỡi đỏ các bác ạ. Đây đang nụ 2 nụ này. 2 nụ đây là 4 này các bác này. 2 nụ đây là 4 này. 4 cần hoa các bác nhé, 4 cần hoa. Đây đang mèo nữa này. Mã số 1 ạ. Cát vàng lưỡi đỏ em sale các bác bằng 350.000 cho mã số 1 ạ. Vàng lưỡi đỏ này. Đây còn tiếp một con vàng lưỡi đỏ này. Mã số 2 các bác này, đây vẫn 2 nụ này. Cứ một thân này là 2 nụ nhá. Đây. Thân bên này cũng 2 nụ nữa các bác ạ. Mã số 2 thì em sale các bác bằng 320.000 ạ. Đó, 320.000 cho mã số 2 các bác nhé. Mã số 2. Đó, các bác anh chị mình mua hàng thì mình cứ kết nối trực tiếp đến số 0977 ạ, 842981 các bác nhé. Và mã tiếp theo đây ạ, em mời các bác ngắm một con quế nhé. Đó, quế lan hương, đó là dòng quế mỡ gà hoa siêu đẹp ạ. Quế lan hương mỡ gà. Đó, các bác anh chị mình sưu tầm cái mã này thì bác chốt là quế mỡ gà nhé các bác ơi. Đây là cái dòng quế mỡ gà hoa đẹp lắm các bác này. Quế mỡ gà em sale các bác mã này bằng 420.000 ạ. 420 cho một cái giò quế mỡ gà các bác nhé. Quế mỡ gà. Đấy, rất chi là đẹp luôn các bác ạ. Và mã tiếp theo em mời các bác ngắm một cái lũa đai châu tác phẩm ạ. Đây. Các bác chốt là đai châu tác phẩm mix màu nhé. Đó, trước màn hình của em là một cái giò đai châu được mix màu 6 cây lá mít xếp. Nó cũng dao động được từ 12 đến 13 nụ các bác ạ. Tác phẩm đẹp. Các bác chốt là đai châu mix màu lũa. Đó, em chia sẻ các bác lũa này bằng 1.850.000 ạ. Có thể các bác mua thị trường nó dao động từ 550 một cây nhé. Nguyên cây lá mít này. Đó, em chia sẻ các bác bằng 1.850.000 nhé. Châu lũa mix màu. Đấy, 6 cây siêu nụ các bác. Nguyên nụ là nụ thôi. Đấy. Các bác ơi, đúng nguyên nụ luôn nhé. Rất nhiều nụ để mọi người về chơi Tết ạ. Và mã tiếp theo em mời các bác duy nhất một giò bạch nhạn này. Duy nhất một giò bạch nhạn ạ. Đây là cái dòng bạch nhạn hoa trắng trắng tuyết các bác nhé. Em chia sẻ các bác một cái giò này với giá bằng 350.000 ạ. 350 cho một siêu phẩm bạch nhạn các bác nhé. Bạch nhạn. Đó, tiếp theo mã cuối cùng còn một chậu tháng 8 này. Còn một chậu tháng 8 VIP. Mã này em chia sẻ các bác bằng 780.000 nha. Hoàng nhạn tháng 8. Mã này 780.000. Mã số T10 các bác ạ. Mã số T10 780.000 các bác ạ. 780. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái dề tam bảo của Tây Bắc Điện Biên ạ. Đây. Tam bảo của Tây Bắc Điện Biên nhé. Các bác chốt mã này là T20 ạ. Đây, cái dề tam bảo của Tây Bắc Điện Biên. Hoa tím trắng các bác ạ. Đây là một cái dòng siêu hoa.
Đấy, một dề tam bảo của Tây Bắc Điện Biên nhé. Hoa rất là đẹp và thơm các bác ạ. Đấy, đôi trong đấy hoa rất là thơm. Em chia sẻ các bác cái mã này là bằng 380.000 nha. Một chậu siêu to khổng lồ, 380.000 các bác ạ. Ngoài ra còn rất là nhiều mã lan đẹp. Các bác anh chị mình mua hàng thì mình kết nối trực tiếp đến số 0977 842981 các bác nhé. Em xin cảm ơn các bác ạ.